Theo chia sẻ của anh Hiền thì cái giếng này có nước quanh năm anh Hiền? Dạ. Mình lấy về mình uống. Mình lấy về uống rồi sử dụng luôn hay sao? Dạ. Dạ. Dạ chào cô bác quý anh chị, thì Bùi Hồ đang có mặt ở huyện Tri Tôn của tỉnh An Giang. Hôm nay Bùi Hồ sẽ ra đây để quay cho cô bác quý anh chị về một cái giếng cung cấp nước ngọt rất là lạ, và thì ở một số tỉnh của miền Tây vào mùa hạn mặn như thế này thì nước ngọt rất là khan hiếm. Và Bùi Hồ lại đây ở giữa một cái cánh đồng trống như thế này, coi cô chú ở đây lấy nước ngọt để mà đem về mà sử dụng. Ở đây đồng này thì rất là trống, rất là nắng. Dạ em chào anh. Dạ mình lấy nước hả anh? Dạ cái giếng này là mình lấy nước đây. Dạ chào chị. Dạ mình lấy nước về mình sử dụng hả anh? Là mình lấy ngày mình lấy được mấy can? 3-4 can. 3-4 can mình lấy từ mấy giờ đến mấy giờ anh? Lại giờ này tới cỡ mới giờ được 4 can 3 can. Dạ cái giếng này có lâu chưa anh? Lâu rồi. Cái giếng này mình cái tên nó là giếng gì? Non đây. Non đây. Giếng non đây. Ai đào cái giếng này anh ha? Ông kia. Dạ. khoảng mấy chục năm chưa? Ông cỡ hơn 10 năm. Hơn 10 năm. Dạ. Ồ em lại đây. Dạ chào chị, lấy nước sử dụng hả chị? Dạ đúng chị nói tiếng Kinh không gành. Không biết luôn. Dạ tôi biết, không biết hết. Nước này mình uống luôn hả gì anh? Dạ uống. Cái này nhiều người lại lấy không anh? Nhiều lắm. Nhiều lắm hả? Dạ. Thì khoảng bao nhiêu người người ta sẽ lại đây người ta lấy nước ở giếng này? Dạ. Khoảng bao nhiêu người anh? Khoảng bao nhiêu người? Nhiều lắm. Nhiều lắm hả? Dạ. Giếng này có nước quanh năm hay là đến thời hạn nào nó sẽ hết nước? Có ít luôn. Nó có quanh năm luôn. Dạ. Anh tên gì? Dạ, tên Hiền. Tên Hiền. Dạ. Dạ. À, sau khi ấy rồi cô sẽ múc được bao nhiêu đây? Chị sẽ múc đây. Đổ vô cái can này. Nước này mình múc lên mình có thể uống được liền không? Có, uống liền. Dùng dùng gần ở đây người ta không có nước hay sao anh? Muốn không? Gần ở đây chị có cái giếng này có nước, mấy chỗ khác không có nước hả? Không có. Không có. Dạ. Rồi em xuống đây em quay nè, quay cái giếng cái. Ta đào những cái bậc sẵn. Ta đào những cái bậc sẵn để cho mình đi xuống. Thôi. Giếng non bay. Ở đây thì để một cái thùng bê. Cái thùng bê này thì người ta sẽ mọi người ở đây người ta sẽ khoét một cái khoét một những cái lỗ nhỏ để cho nước từ cái mạch nước ở dưới đó ngấm lên. Sau một thời gian thì nước nó đầy thì những người ở đây, người dân ở đây người ta sẽ múc vô cái ca đẩy lên một cái thùng bê nữa và sau đó đổ vô cái can chở đi. Cái giếng này thì nó không sâu lắm và cũng không có rộng lắm. Bề rộng của cái giếng á thì về cái đường kính của nó thì khoảng 2 mét. Rồi chị xuống lấy nước đi. Dạ. Can
Theo chia sẻ của anh Hiền thì cái giếng này có nước quanh năm anh Hiền? Dạ. Mình lấy về mình uống. Mình lấy về uống rồi sử dụng luôn hay sao? Dạ. Dạ. Đó đang tính khơi đó, cái khơi. Ê, khơi. À, mong khơi ông anh. Ngọt không? Anh hỏi chị, anh hỏi chị giùm. Ngon. Chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 40 rồi. 40, anh với chị là vợ chồng? Dạ. Dạ. Ở đây thì vòng vòng ở đây là một cái vùng đất trống. Ở kia thì người ta sẽ nuôi bò. Yeah. Nuôi bò vòng vòng ở đằng kia. Và đây là những cái cây thốt nốt nằm ở giữa đồng như thế này. Đó, như một cái vùng trống luôn. Chỉ có một cái chiếc xe mình lẻ loi ở đằng kia đó. Đó, chiếc xe đặt đằng kia. Ủa, ở đây có nước cây không mà tại sao mình lại đi lấy nước này? Mà uống không được. Nước cây uống không được. Yeah. Không ngọt bằng. Dạ. Yeah. Dạ, anh đã lấy nước này được bao nhiêu năm rồi? Tôi lấy lâu rồi. Cỡ chừng mấy năm rồi. Mấy năm rồi? Cỡ mấy năm rồi. Cả 10 năm rồi. Dạ. Dạ. Nước cây thì mình chỉ để giặt đồ rồi thôi hay sao? Không đổ. Đảo gì luôn đó. Dạ. Anh không sử dụng nước cây được. Dạ. Phải uống. Dạ. Cái giếng này thì nó ra nước quanh năm. Có khi nào nó ra đầy lên trên không anh? Lên. Đầy lên luôn hả? Dạ. Qua một đêm thì nó nhiều lên. Không biết nhiều. Giếng này rất lạ nha. Không có giếng này thì mọi người ở đây sẽ không có nước để mà uống. Tại vì anh đó nói ở đây thì mọi người đều uống nước này. Chị thì không gành tiếng kinh mà anh thì gành tiếng kinh. Anh với chị có được bao nhiêu người con? Dạ đứng đứa. Đứng đứa. Nước nó rất là trong luôn. Tại vì chị ở dưới rồi nên mình nghĩ ra là nè, nước mọi ca chị múc vô nó trong dữ lắm. Và chị lúc nãy thì chị có thể uống được cho Bùi Hồ xem. Sắp tới Bình Tân thùng nước như thế này. Thì chị ăn chai tớ. Dạ. Này em chào anh chị nha. Chị. Rồi chúc anh chị sức khỏe nha. Dạ. Rồi dạ. Chào anh chị. Bye bye. Dạ bye bye.